Chiều ngày 19 tháng 2, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số bến đò và doanh nghiệp. Cùng đi có đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện. Đoàn tiến hành kiểm tra chốt kiểm soát dịch bệnh tại đò Ba Bến, xã Hợp Thành. Công tác phòng chống dịch bệnh và quản lý kiểm soát người lao động ngoại tỉnh làm việc tại công ty sửa chữa tàu biển Thành Hưng tại xã Hợp Thành và chốt kiểm soát dịch bệnh tại bến Phà Đụ, xã Lài Xuân. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của thành phố và huyện, xã Hợp Thành đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là tại địa bàn giáp danh với tỉnh Hải Dương, trong đó có đò Ba Bến. Xã đã phối hợp với các ngành tăng cường lực lượng duy trì thường trực 24/24 giờ, đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát dọc theo tuyến giáp danh, kiểm soát chặt chẽ hiệu quả. Đặc biệt, xã đã thực hiện ký cam kết với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn về việc không sử dụng lao động của tỉnh Hải Dương và không làm việc với người từ các địa phương có dịch về thành phố Hải Phòng. Đối với công ty sửa chữa tàu biển Thành Hưng tại xã Hợp Thành, có hoạt động sản xuất tại khu vực giáp danh với tỉnh Hải Dương, công ty đã thực hiện nghiêm các chỉ thị của cấp trên về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó không tiếp nhận và sử dụng lao động là người Hải Dương và các tỉnh có dịch bệnh COVID-19, đồng thời ký cam kết và duy trì chế độ báo cáo với Ủy ban nhân dân xã về số lượng người lao động của công ty, thực hiện tổ chức sản xuất theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố Hải Phòng. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 bến Phà Đụn, xã Lại Xuân, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xã Lại Xuân đã phối hợp với các ban ngành tổ chức 6 chốt kiểm soát ở 6 thôn giáp với các tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương. Mỗi tổ kiểm soát có 12 thành viên, thực hiện thường trực 24/24 giờ và kiểm soát dọc tuyến trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của chính quyền địa phương xã Hợp Thành và Lại Xuân, các doanh nghiệp trong việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh đang có diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở tỉnh Hải Dương, địa phương giáp danh với Hải Phòng, nên nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn thành phố là rất cao. Và những ngày đầu xuân, lao động ngoại tỉnh quay trở lại làm việc và tiêu thụ hàng hóa. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng tại các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ và kiểm soát dọc các địa bàn giáp danh, không để người và hàng hóa từ vùng dịch vào địa bàn, cũng như người trên địa bàn sang vùng dịch và trở lại. Phát huy tối đa vai trò các chốt kiểm soát, tổ giám sát cộng đồng đạt hiệu quả, tránh hình thức. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, phải thực hiện nghiêm không sử dụng lao động của tỉnh Hải Dương và không làm việc với người từ các địa phương có dịch về thành phố Hải Phòng, giãn cách người làm việc trong doanh nghiệp, đồng thời phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố, huyện và chính quyền địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.